Đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Đây là một lô kệ TV trên chất liệu là gỗ hoa đỏ tự nhiên 100%. Và với lô kệ TV này, đây là một lô kệ TV nguyên khối có chất liệu là gỗ hoa đỏ. Ngày hôm nay thì Mộc Nam Huy sẽ cùng chi tiết đến tất cả quý anh chị về lô kệ này nhé. Đây là một lô có rất nhiều kích thước, bao gồm chiều dài 1m92 có này, chiều dài 1m85 có, và chiều dài 1m74 có luôn. Vâng, trong lô hàng này thì Mộc Nam Huy sẽ cùng chi tiết đến tất cả quý anh chị từng khía cạnh một về chiếc kệ này. Những chiếc kệ này được làm với một tiêu chuẩn chung, đó là bề sâu là 40 và mặt đều là mặt 8 phân và độ dày là 40 quý anh chị nhé, và chiều cao là 70. Với chất liệu là gỗ hoa đỏ tự nhiên hết 100%, và điều đắt giá nhất trên chiếc kệ này đó chính là cái mặt này. Đây là một chiếc mặt nguyên khối quý anh chị nhé. Nguyên khối là nguyên khối có nghĩa là nguyên cái khúc cây chúng ta xẻ ra, đó là nguyên khối chứ không phải là cái hàng 3 phân đóng kèm góc lên, gọi là nguyên khối quý anh chị nhé. Nguyên khối dày 8 phân lục lạc. Quý anh chị có thể cùng xem các cái hàng nguyên khối ở các cái cạnh ngang này. Anh chị cùng quay qua cạnh ngang này để quý anh chị cùng nhìn thấy các đường nét vân gỗ cạnh ngang nhé. Đó là dày nguyên khối liền chứ không phải là 3 phân đóng kèm góc. Sản phẩm này được Mộc Nam Huy làm hết bằng 100% chất liệu gỗ hoa đỏ, bao gồm luôn cả các cái phần hộp kéo này. Đó, bên trong tất cả đều là gỗ hoa đỏ hết. Và các phần chân ở đây thì Mộc Nam Huy làm cũng đều là các phần chân nguyên khối, chân đặc giống như là cái mặt luôn. Với mẫu kệ TV này thì đây là một cái mẫu mà nó có một cái mặt dài liền hoàn toàn. Và ưu điểm của mẫu kệ TV này thì Mộc Nam Huy cũng có giới thiệu trong các clip trước rồi. Đó là đây là một chiếc kệ TV, nó sẽ giúp cho quý anh chị để được hầu hết những chiếc TV, dù là nhỏ hay là to quý anh chị đều để được. Tại vì nó có một cái mặt là mặt liền hoàn toàn và nó rất là rộng quý anh chị nhé. Mẫu này thì ngoài việc quý anh chị để TV ở trên cái mặt trên này thì quý anh chị cũng có thể cân đối để được các cái phần âm ly và các cái phần đầu lọc tiếng ấy. Quý anh chị có thể cân đối ở hai cái tầng bên dưới này. Đây là một cái mẫu có thể coi là khá là thoáng và hiện đại nữa. Và kết hợp thêm với các cái tiêu chuẩn nguyên khối này thì đây sẽ là một chiếc kệ TV mà Mộc Nam Huy dám khẳng định luôn đến quý anh chị một điều, đó là quý anh chị dùng cái sản phẩm này đảm bảo là càng về sau cái sản phẩm này nó sẽ càng giá trị. Tại vì với những chiếc kệ TV nguyên khối thì ban đầu Mộc Nam Huy đóng từ những năm 2019 cho tới nay là 22 rồi, 3 năm rồi. Thì những chiếc kệ này ban đầu được tính giá nó chỉ rơi vào 12-13 triệu thôi. Còn bây giờ giá của nó đã lên tới gần 20 triệu rồi quý anh chị nhé. Đó là mới chỉ sau có 3 năm và 4 năm thôi. Vâng, và những chiếc kệ này thì Mộc Nam Huy đang để trong trạng thái là nguyên mộc hết 100%. Và tiêu chuẩn của nó thì chỉ khác nhau chiều dài mà thôi. Với cỡ có chiều dài là 1m75, sản phẩm sẽ có giá là 18,5 triệu. Và chiếc 1m92 là chiếc dài nhất sẽ có giá là 19,5 triệu. Còn một chiếc nữa là 1m85 chiều dài thì sẽ có giá là 19 triệu quý anh chị nhé. Đây tổng quan đây là một lô có tất cả là 10 cái luôn. Quý anh chị có thể cùng thoải mái và tham khảo này. Có tổng cộng cả 10 cái để phục vụ cho quý anh chị nào. Và đây hiện giờ đang là một mẫu độc quyền tại cơ sở của Mộc Nam Huy quý anh chị nhé. Vì chưa có bất kỳ một cơ sở nào làm theo cái mẫu này cả. Đa phần thì trên thị trường có giỏi lắm thì mới có 3 phân thôi. Đóng kẹp góc thì đã gọi là nguyên khối rồi. Còn các cái hàng mà tầm cỡ 8 phân như này thì nói thật với quý anh chị là không có luôn. Gần như là không có luôn. Thế còn nếu mà có thì cái giá của nó đã lên quá cao. Và hiện tại thì Mộc Nam Huy đã báo giá cho quý anh chị rồi. Với cỡ 1 mét, có một số những chiếc mà có những vết nó bị nho nhỏ đấy thì Mộc Nam Huy cũng có giảm giá nha. Ví dụ như chiếc này đúng ra là 18,5 triệu thì Mộc Nam Huy tính là 18 triệu. Vì đôi khi trên sản phẩm nó có thể có một chút tì, một chút lỗi thì Mộc Nam Huy sẽ giảm giá cho những cái sản phẩm như vậy. Có các cái mức giá là như vậy. Còn không chắc được là trong thời gian sắp tới giá nó sẽ như thế nào. Tại vì với các tiêu chuẩn nguyên khối, gỗ càng to thì càng về sau nó sẽ càng đắt quý anh chị nhé. Thế nên thì cũng không thể nào biết được là sau này nó sẽ như thế nào. Và các sản phẩm này thì Mộc Nam Huy quay cho quý anh chị là đang quay trong trạng thái mộc và quay tại cơ sở của Mộc Nam Huy. Vậy nên thì nếu như quý anh chị có nhu cầu xin cứ tới tận cơ sở thăm hàng, kiểm tra và ký nhận trước khi sơn nhé. Tất cả các sản phẩm thì đều có thể là để nguyên mộc cho quý anh chị coi được. Và coi được hết cả các cái phần trên dưới, trong ngoài, mặt trước và mặt sau.
Và với cái giá của sản phẩm này thì Mộc Nam Huy cũng báo luôn đó là giá sẽ sơn hoàn thiện đầy đủ cho quý anh chị, tặng kèm kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển cho khách hàng quý anh chị là trong phạm vi 30 cây. Xin lưu ý là Mộc Nam Huy đặc biệt nhấn mạnh ở đây bên em là cơ sở sản xuất, thế nên là các sản phẩm có ở đây là sản phẩm mộc chứ không phải là sản phẩm sơn nhá. Vui lòng quý anh chị xác định khi các anh chị mua thì anh chị phải đặt trước và chờ thời gian sơn hoàn thiện, đâu đó từ 2 tuần cho tới 3 tuần thì sản phẩm mới về đến nhà quý anh chị. Trong lô kệ TV này thì có hai cái khác nhau một chút. Thì có một loại Mộc Nam Huy làm là các cái bản mặt khung tranh có mặt vách là gỗ gỗ Lào, mặt chám là gỗ gỗ Lào quý anh chị nhé. Đó, và loại này thì Mộc Nam Huy có bắn đường ray bi. Đó, còn một loại tiếp theo tiêu chuẩn nó khác đi một chút. Thì ở đây là tiêu chuẩn mà Mộc Nam Huy làm là các cái tấm mặt là tấm mặt liền quý chị nhá. Đấy, tấm mặt là tấm mặt liền và đường ray là đường ray gỗ. Thì đây là hai cái tùy chỉnh mà quý anh chị có thể tùy ý lựa chọn, thích tiêu chuẩn nào thì anh chị mua cái tiêu chuẩn đó quý chị nhá. Còn giá thì đây đều là như nhau. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các clip kế tiếp cùng với cơ sở Mộc Nam Huy. Để khẳng định đến quý anh chị rõ ràng đây là cơ sở sản xuất thì Mộc Nam Huy sẽ quay cho quý anh chị xem khu vực phía trên cao, để khẳng định đến quý anh chị biết được rằng đây là khu vực làng nghề đồ gỗ Hố Lai Ba thật.